thu tiên na cung kỳ con mái đạo nguyện lòng cầu Phật Thánh Lai Đăng từ chúng quá thực dâng lên na đăng trà quá thực dâng lên na lòng tin mãi thịnh chùa tiên thượng về người công chuyên ma cử tiên chính vị ở trên trời sở trị một phương cung dung tiết thầy lành tiệc mở thung dung thỉnh mời tam tòa thiên thánh hội cộng đồng bỗng lai giáng tàn duyên tiên tiên cung thỉnh mời đệ nhất tiên tiên nghe tặng phóng chê thăng sẽ đoán giác ngự về vân cát tôn quê đất cổ dày vân cát tôn quê yên thiên bản họ lê cải chất cốt cách thanh tân ni hình dòng cốt cách thanh tân mười lăm định gia hồn nhân ni xương tùy tình nhà trí kỳ trên thiên đình nhà trí kỳ đời 11 tuổi nghe tiếp về thiên hạ soạn thanh gia hồi cung cung quả ngàn nê phất phơ bóng tỏ người trần gian ai tỏ sự tiên đèn nhì thánh tiên thỉnh mời cô đêm nhì thánh tiên biết xưa mẫu ngự trong đền sông sơn nhan sắc khác thường nghề hình dòng nhan sắc khác thường nghề giả danh đòi một huy vương nghề khôn bì chốn đồi ngang cùng nơi phố cát riêng một bầu gió mát chẳng thành nghề bát cảnh rành rành nhà in đồ bát cảnh rành rành nhà lâu tần là sánh thì thật khôn so sơn thanh gia hồi cung mẫu đệ tam chúa tiên văn con thỉnh mời mẫu đệ tam chúa tiên xích lần lòng nữ ngự đền thoại cung đồ nhang xa nhập pháp xây hồng huân chư vật tài hồ đất sầu văn chư biết tình vật thoát ý vật thân chư tận tâm vật nam mô nam vật cái bồ tát ba tát nam mô nam vật cái bồ tát ba tát nam mô nam vật cái bồ tát ba tát hồi cung lệnh truyền ra đức thánh công ban lệnh truyền ra quân quan thủy bộ cùng là chư dinh ngô minh đa vạn nam thành đa vạn nam thành ngô minh đa vạn thành đông rẻ bắc tung hoành mọi nơi Việt Nam Trần Tị lịch nghe đi vương kê thế chỉ bình
phủ tiên trường ngờ tức bạc địa xanh. Anh hùng dục ma tu trùng lực cam kỳ. Truyền phán minh quan tả cơ nghiêm đổi lương ban đóng đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng dòng nhan khai quang gặp kỳ hiệu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cúng giảm kim phục hoàng lân cận thánh chúa tiên trung văn sớ dâng đến thượng đài văn sớ dâng đến đức ông câu đối chép biến rõ ràng để cho đôi chữ mình nhà phòng lặng ca qua bốn phương phòng lặng ca qua dân nam quốc tái sướng ca chơi bảy vận tần đạo chúa tôi à bút chúa phê chuyển nhang à bút chúa phê cảm phiền chữ tướng đào lai độ chỉ tả sai binh bộ binh quả đàn dương ông về chứng quả đàn dương sau ông đại chứng chứng tâm cho đồng thành đồ cho gia chủ bình an chữ phu chữ quý lập tài đề ra bốn mùa vật nặng tai qua thank you.
sĩ anh hùng ra tay phụ quốc. Ấn cửu trùng phó thác ba lần đại chiến Nguyên Mông, vua Trao Ngọc Ấn đứng đầu ba quốc. Hỏi bạn gì uy tòng phục Trung Hoa đồng cổ đức tốt thân bình quân hạ nước thần nhất đường ngư thủy quân thánh giá hồi cung phục mệnh đế đình bóng tôn quan phục mệnh đế đình tôn quan đệ nhất trừ tình trong tà truyền phán các quan có lớn về truyền phán các quan tả cơ nghiêm đội lương ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng thiên minh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ văn sớm dâng lên tương lai văn sớm dâng lên trình quan đệ nhất chép biên rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh. Bóng kim ô anh vàng trời trói cõi trăng già vòi vẫy ngất cao trời xanh và
ngôi sao đỏ điều nằm sát bỏ điều tứ phương. Thank you.
mới ứng điệp dọc bay phường muối. Từ lần giờ thất cổ sao xa tám nghìn tiền nữ rừng hoa sớm khuya chầu trực đèn vàng hương bay trầm xa ngoài thành mây thánh giá hồi cùng thái tử đề tam phong tôn tần thái tử đề tam phi phương diện tăng bảo uy một chiến nhang nồng thành thắp một chiến nhang tấu về thoại phủ các ban các tòa thiên đỉnh địa phủ diêm na khai quang dòng nhãn thập kỷ hiểu bác minh chiếu từ trung để nạp thiên tạo sơ văn để nạp thiên tạo dâng lên cho tới ngôi cao đế đỉnh hạ trình thoại phủ long cung nhân ni nhân.
nhân ngày khánh tiệc. Yên bờ trường sinh, yên mở trường sinh, bày bàn bàn khắp hết thủy đình, sân đi lan quê
cầm canh. Cổ cầm canh chiêng vang mi anh ỏi, đốt xanh vàng chim lội xinh ma. Triều đình văn võ ba quan sai nghênh đón rước quan lớn để tam ông về châu. Ngự giờ nấu tan đời nhân thế, sai quan đến cứu chớ trần gian. Một tay hai tử đệ tam cứu sinh cũng nắm độ oan cho cùng nhiều. Sử chấp tiền đền lạnh giang tăng tích, được mạnh phật ở tình đức trung quân. Đôi mươi tư tháng sáu sừng thần, khắp hòa chung nam bắc cùng dân về đạo câu. Trong tam cõi cửu châu vọng bái, lục Việt Nam quốc thái dân an. Câm thường sắc lệnh vua ban, số sinh số tử liệt hàng ngày châu về. Mọi bề tài kim chi văn võ, trong mắt tật nào có người ai. Bề lượng thao, thao lượng vạn tài, quyền tật tam tư phủ nào ai có dám đi. Sự chất vi đền lãnh giang thanh tích, thương đẳng thần thực đích trung quân. Hai tư tháng sáu sinh thần, hòa chung nam bắc muôn dân về đạo cầu. Trình giang biến doanh ngân lai lắng, đôi mừng hồng sáng rạng nam minh. Là tuân vua thủy quốc đồng đình, đệ tam thái tử giáng linh nghi đề rồng. Đức gồm vẹn thung dung hòa mạc, nghe mầm sinh thành từ chất long nhan. Tình mời thái tử đệ tam, phương phi diệt mạo lòng nhát ni dị thường. Hằng tấu đôi ngôi thiên đình thủy phú, chức võ thần quý từ bốn phương. Gia huy chấp trinh kỳ cương, cầm cân đầy mình sửa sang việc đời. Chốn long giái cầm quyền dương chúa, phép màu quan tối tú tôi linh. Lệnh truyền thoại bộ chư dinh, chỉnh tề đai giáp trôi miền đi trần gian. Mái thuyền lan đi, mái thuyền lan nổi dòng xích đi. Đưa quân trèo du lịch bốn phương, có vẹn tuần tu sông thương, trở về tỉnh Bắc quê dương nghi lộn đầu. Có vẹn ngự nắm lâu bắc điện, trở ra về chơi trốn tuyên quang. Giao miền thắc cái thắc con, toàn anh vũ sang chơi mê nước người.
đền thờ con nghi tan tiếng kiệu vang, lòng bốn hộ phục thạch toàn đều còn hoài tức thì lâu đại điện các dần bước về từ quốc một khi sai quân lấy ngọc nghi đùng đùng dần bước phép thì ai tử con cúi đầu cung thổ tiên văn chầu quan đệ ngũ tuần tranh nấp niệt đi tung hoành hoài ra nấp niệt tung hoành trừ tà sát quỷ nên danh quan tuần ra gửi các ni chào thần hùng nô nức ni trưng hòa đình giang chính quan quê nhà hồng dân ni làm ni cổ tích ni một tòa ngôi cao ý quan có lớn về truyền văn minh quan tả cơ hữu đội lương ban đóng đàn lệnh truyền văn võ đôi hà thiên minh văn mã hàng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ văn sứ dâng lên tường đài văn sứ dâng lên trình quan đệ ngũ chép tin rõ ràng để cho đời chữ trường sinh dũng mãnh đôi đường về cho dũng mãnh đôi đường ngày đầu năm chi cuối lộc đại đều xa bốn phương phẳng lặng tham quan hạ bút chưa về trên nhang hạ bút chưa về cảm viện chư tướng đáo lai hộ chế tả sai binh bộ binh tùy cứ say bên tường nghe ra đi âm bậc hòa từ chất nỏ trung tâm nước văn lang tử chiều phục vang
chịu đà ôi sâm lặng tuyệt chiều hạ lãnh tiên bình tuyệt qua bên Sơn Bạch Mã hỏi thăm đền chú Nguyệt đi nơi nào nhỉ à? Hỏi thăm đi ra kép đi vào đền thờ chúa bói vườn đào cảnh tiên bốn mùa về trái dâng lên
con gái thôn quê. Thương ấy nhưng đã phải đà nhất nghi tâm. Chút sống âm thầm mồ côi cha mẹ gặp vì được thầy quỷ cốc tiên xin một đời làm phúc cứu dân. Một đời làm phúc cứu dân, yên sinh lòng phép đặt ở tên huyệt tìm đưa về tới kinh đô. À ơi à, tiền đưa về tới kinh đô, có chúa nguyệt đồ xem bòi dốc hay xem xa sự tâm. Lên mẫu bơ tòa tiêu tiêu nhà nhà ta mi vang đừng cắt nhặt từng thời là dám để đừng dùng ý nghĩ à. Vài xa ngoài đông đôi chiều lụng cung mơ ngân đăng ai bốn dòng sơn xa cũng sầu hay mang chút. Bang!
một ngày mười tư hôm rằm ba mươi cùng sổ hôm rằm mười tư. Đi tới nơi vào đón sao chưa về bắt điều sớm chiều ba ba tay cơi về mang rừng vàng em cho chắc họ giàu sang đời đời em cho chắc họ đời đời giàu sang. Thương ai Chúa bà thương ai tài lộc vì Chúa ban lộc mừng lộc ban xin ngàn Chúa ban cho thứ nhất ban cho lộc hòa thứ nhì đồng quả thứ ba mươi lộc tiền. Thương ai nhắn nhủ dặn dò lộc vật đem tới lộc xa mi mang về lộc vật đem tới lộc xa mang về. Người Sơn Trang hôm nay sáng rực, sáng yêu kiều xinh quá là xuân linh linh. Người Sơn Trang cùng yêu mình, người Sơn Trang cùng lung linh khác xem cho trong gia dự thế nào. Chuyện miên na giới sắp không chưa mỗi khi về trời chật là giữ hương cùng đi hà. Dân là con lập mà miếu lên bên là trong cung cống tòa sơn xa dựng tung vách mái nhà dập bóng bằng chút sức xuống hạt lòng đi à. Bói ra hết đi cắn gió vật hạn bói ra người buôn bán hành thông bói ra ai có của để dành nghề bói ra ai được nghề công danh huy. Trước giàu sáu bói ra ai phải bị héo giàu bói ra ai được nghề sống lâu giàu bề.
sợm bóng cánh sen hồng. Con đồng hơi sương hay đâu sự lạ phi thường. Yeah.
khí sâu khổ ngập xưa nay. Tiên cổ mấy ai chắc rằng tiên nữ trên trời. Chúa bà chẳng phải cho dưng, không ăn đi lo dự thì đừng, không làm được việc thì đừng có bận tay vào. Chúa ghét ai ăn đi ở hai lòng, đã ghét ai ăn ở hai lòng. Mà lại lỡ chùa đi, cho đến khi tai họa mì bất kỳ, bây giờ kêu Chúa chắc gì Chúa đã nghe giận những kẻ. Thank you.
xa hồi cung. Tin Chúa mỏi then thỉnh mời, tin Chúa mỏi then đi ngự đồng ảnh bóng về đồng giáng âm. Cảnh lâm tùng rừng xanh ngăn ngắt, cửa thượng ngàn bát ngát chuối nghe ngon thiêng hiu vạch cô tê. Sơn động tay đàn miệng hát khí âm sướng nghịch khúc nhạc điệu em xanh thơm lừng lẫy nữ truyền. Tình Chúa bà hay mang chúng
mang già ý nghĩ à. Từng ngày mang chúc mang già, mang cha mang đứa cơm lạp che đường, cùng sầu hay xin vãi đi. Mùa thu về bóng hoa cũng mê và tươi rộng 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 trên sườn núi sau lưng đèo người bèo ca hát rộng 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 trên sườn núi sau lưng đèo người bèo đi về. Người kinh xuống sông cả lưỡi dây người mang lên giấy làm hương dập 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 trên sườn núi sau dập 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 trên sườn núi sau phép phép thiền bầu ta quý sở uy dân tình voi hổ phục quỳ cầm thú đều thì phục công nghĩ huyền sơn đồng tay đàn tiếng hát khi âm dương khúc đã biết điệu then mới bán ra cuốn thương hội họp đi đã tháng ngày bán đi cho tiền đốt nụ dày bóng lọc cho nắm về đến đây mới càng nhiều bán đi cho giải nhất sang nhiều bóng lọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa đồng tiền con nhang khói vụt tờ 30 mùng một ngày 14 hộ rằm 30 mùng một nhớ ơn ta kêu đức vẻ vang thành tâm giữ nghiệp ca đàn đi à
giữ nghiệp ca đàn. Gọi hồn non nước suối ngàn thuở xưa, ninh tiên khí thần cơ bị ứng khẩu, phép nhập môn tính tẩu ai hay tin non. Không thì cả giới này cũng không. Có phen rào sơn cùng đức thì ai có lòng tùy hữu duyên vì nó. Vẫn đầu cổ đeo vòng bạc, được châm cài má hạt tóc mây tí nọ. Quán dung còn bao xa ý à. Chúa về đồng muôn nhà đi kính phục, nét phong tư vẻ thuộc về tài huy. Chúa thiên minh được nghe hay là pin nóng ơi. Tiên ninh ngưng ngay là nghi à, cúc đàn non nước cầm cá chiêu hồn, ân đàn nghe nước dương thấu tỏ, nhạc vang đừng đâu đó mọi nơi, thành tâm cân vai đời nguyện vì lòng à, vì lòng. Oh baby. Tiên đình ngưng hay là ngưng xa hồi cúc ngưng, tiên thánh thượng ngàn dương quan, tiên thánh thượng ngàn đông quang tuần quan đi. Giáng đền chân đây trên ngàn gió quân dung nghi cây, dưới khe cá lặn chim bay về nhà, cánh khuya nguyệt lặn sao tàn ai à. Ý à.
huyết đau lắm sao cả. Tối xanh bát diệt quán đi quán treo cũ gập gành nhờ đôi thấp núi cao thank you.
đêm 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 đốt đuốc đi rừng, nghe xa tiếng ngũ rừng gọi nhau đuốc ai sang cỏ bên non, trời màu màu son sắc tốt tươi dương già bên ngàn nghìn nên trên ngàn trầu đắng khai hoa, bước vào là đất xòe ra cái hà rời. Tiên thanh áo xanh quê thơm quả ngọt bà lại dành cho đồng con, thương nghề ngàn sầu bà gừng xin ngon, sớm sáng nắng lộc trái con đi nộp tài, nhưng nghề mà lộc thanh khó gài. Thank you.
tuấn lâng nghĩ đã trong bề ngọc lại ngoài bàn đêm mây xuống dưới trần gian báo mộng chân thi nương tâm lập bào tháng ban tuần chín tháng lẻ mười
gọi nhỏ. Bước đi ai sáng tỏ đêm thơ, trong màu son sắc tốt nơi nghe diễn ra. Lên trên ngàn năm qua mình nhiều hoa, lên trên ngàn năm qua nhiều hoa. Dầu trên tài kinh dâng lên trước trên Phật Thánh, sau trên vua cha, trên lên các gia các tòa. Tiền nữ hôm nay đi về, về đây chơi. Giang người tiền nữ hôm nay đi về mà tên đỡ. Dốc ma cao bằng sông ma, băng qua đèo đường còn xa. Dốc ma cao bằng sông, băng qua đèo đường còn xa. Treo neo núi đó bích mờ, nước tuôn dốc rách nghe như tiếng sao mèo. Đi hai hoa, đi hai cha, rừng quanh co cất cao tiếng ngũ. Gọi cái rừng ơi, trần gian ơi, châu lục về đây rồi. Trời đang nhô trên đỉnh núi, ông mặt trời đang nhô trên đỉnh núi. Chú gà rừng thường nghe mi điệp canh, chú gà rừng thường nghe điệp canh. Dốc 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 trên sườn núi, sau lưng kéo người mèo ta hát. Dốc 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 trên sườn núi. Để dành đời sau, đôi chân người đã bước tới đâu. Gieo mầm nhân nghĩa bắt nhịp cầu vinh hoa, đẹp như sao bắt đầu ngân nga. Châu đẹp như sao bắt đầu ngân nga. Buôn ngàn hái hoa kẻ nón xanh trồng chung sắc lá. Đi lên ngàn hái hoa kẻ nón xanh, ôi hát hương ngàn hoa kẻ nón xanh, ôi hát hương ngàn hoa. Xin quanh qua đời ta đột ra chữ nghèo nhịp nhàng sáng đưa. Xin quanh vang đời ta đột ra chữ nghèo nhịp nhàng sáng đưa. Châu lục ngàn tối đinh kia linh thiêng, đời đời vang lai. Châu lục ngàn tối đinh kia linh thiêng, con hát châu về đâu mai hôm nay, con hát châu về đâu. Châu lục nhợt nhớ lên ngàn lét đoan trăng à.
là có rắn đỏ trầu mà anh Ninh nghe đã có mi tiếng vang thung dung ghẹo khách qua đàng. Thung dung gật là khách qua đàng nhắc trông tựa thề tiên đàng nguyệt hoa. Khi hội họp mà dăm ba tổ mắt hiện ra người giả bán nàng chơi à, à ơi à. Sơn lâm rừng vắng đúng đôi chim từ hiếu là nơi quê trầu phồn tiên nữ người hằng ngã sang thế cõi phàm trần ai dễ biết đâu. Vì trở ra về phố vị suối ngang nắng mà nghe chơi khắp hòa các đêm lúc về các ngang ý à. Thượng ngàn tối linh ngơ, thượng ngàn tối linh khắp châu thổ. Phùng tình vòng mãi kẻ ngược xuôi qua lại khúc cung. Khôn ngoan dần thế lọt vành ngào dù khắp mét rừng xanh cải hoàng khi thừa nhạt sẽ thừa nhạt.
sẽ loan mi cùng điểm giá ngự đồng phân điểm son tố trần gian hương khói phục thờ thì hà xin bắt bắt lâm châu hộ phục ngôi đền thờ châu lục quý nga ê ê à ơ à cùng hoa sung ma còn hoa khách sông chưa về tiên nàng huyền hoa khi hội họp mà dăm ba tổ mắng hiện ra người giả tăng nàng chơi à à ơi à
thiên cầu ơi, ngồi trên ngôi cao cầu tương thánh đồng, bên mẹ lại bên cầu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cầu hoàng sư về đây, cầu nở nụ cười chia tay người dần xa, hẹn đến lần sau cậu bé tôi lại về, hẹn đến lần sau cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cậu bé sớm về đây.